Trọng Thí Hơn Trọng Nhân là thí sinh giữ nhiều kỷ lục nhất trong các thí sinh lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Nhí Tài Năng. Kỷ lục đầu tiên phải kể đến đó chính là độ tuổi. Năm nay, Trọng Nhân chỉ mới 7 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong số các thí sinh của vòng chung kết. Trọng Nhân cũng là thí sinh duy nhất đến từ tỉnh Lâm Đồng tham gia cuộc thi. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất mà Trọng Nhân để lại trong vòng loại của cuộc thi không phải những kỷ lục kể trên, mà chính là ở khả năng đánh trống có 1-0-2 của mình. Mình hay coi game VTC11, cho nên mình biết cuộc thi Nhí Tài Năng. Tôi thấy những cuộc thi như vậy, nên là thấy cháu có một tí trống, cho cháu đi gọi sát để cho như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấu.